Quay lại với kênh của em ha, thì hôm nay em tiếp tục quay sang vườn của sinh viên cho anh chị em mình vô lưu tiếp theo luôn ha. Thì em sẽ mượn chị Viên đọc những cái mã số với tư vấn cho anh em mình những cái hàng giống ha. Dạ chào cô chú anh chị em, hôm nay tải lại kênh em xin giao lưu một số nhánh dưa sâm núi giống và phôi sâm núi nha. Toàn bộ là sâm núi trái hết nha nè, trái của nó nè, đây trái khi mà nó nhỏ thì nó sẽ xanh, nó chín, nó sẽ chuyển qua vàng rồi đỏ rồi sẽ đen thành hạt như thế này luôn ha. Cây này là 15.000 một cây nha. Cây 15.000 một cây. Cây này là hàng chiếc nhánh ha anh em, đã vô bầu nó đã sống khỏe mạnh như thế này, rễ ra như thế này hết ha, cái này về là anh em mình trồng liền được. Trong quá trình mình cắt nhánh xuống mình trồng bắt buộc mình phải cắt tỉa gọn như thế này, bắt đầu có đâm chèo lên mình mới xài được nha. Cây này ra rễ mạnh khỏe hết rồi. Cây này ra rễ ha. 10.000 một cây, 10 cây gửi 10 là tặng 2 nha. 10 cây gửi tặng 2 không bao ship ha. 10 là không bao ship, 30 bao ship tặng 6. 30 bao ship tặng 6, 10 cây 2. Thì anh em thanh toán khoảng 30.000. Tặng 2 cây thôi, tặng người ta để người ta bao ship luôn cho nó anh em dễ mua, khỏi tặng. Thôi đi tặng 2 không bao ship. 10 tặng 2 không bao ship ha. Còn tại vì còn ít giờ bán 10 tặng 2 không bao ship. Tại vì có 10 nhánh gửi mà nếu bao ship nữa thì không có lời, để tặng 2 đi. Tặng 2 ha, 10 tặng 2 không bao tại ship. Tại vì bữa hôm là 10 tặng 2 cây là đã hết 20.000 rồi mà anh em mình thanh toán phí ship khoảng 30.000 ha. Thì 10 cây thì bên nhà có vườn loại lớn gửi này là 50.000. Loại này là không bao ship nha. 50.000 một lớn. Cây, cây lớn ha anh em. Cây là không bao ship, 5 cây là gửi. 5 cây gửi hàng không bao ship, phí ship nó khoảng nhiêu hả chị? Phí ship tầm khoảng 50-60.000 vậy. 50-60 ha. Còn mình gửi luôn cái thùng. Gửi luôn nguyên thùng vậy luôn nè, tại vì cái này là chậu tới C10 lận. Chậu C10, lớn, chậu này là về mình ha. Về mình sửa cây mini được luôn. Này cắt về sửa mini vô dây bẻ cốt. Gốc là nó ba lớn mà ngón tay cái tới lên. Rồi mình đi vô quay mã số ha. Quay mã số. Đây ha anh em, đây là mã số. Cây này thì mới bứng đã bó bầu cho anh em mình như thế này rồi, thì sẽ quay từng cây cho anh chị em mình ha. Và ở phía sau gần cuối clip thì có một số có cành gì mình sửa được. 30 cây phôi ở dưới đất bứng lên, còn 10 cây là phôi vô chậu sống khỏe rồi nha, ra tược mạnh khỏe hết cho anh chị em mình về sửa liền luôn được. Bắt đầu là mã số 1 á, như tiền cây hả chị? Cái này là 1 cây là gửi là 3 tâm, còn 2 cây là 5 tâm bao ship, 1 cây 3 tâm bao ship luôn. 1 cây là 300.000 bao gồm phí ship ha, còn 1 cặp nếu anh em lấy được 1 cặp thì nhà vườn người ta sẽ bớt 50.000 mỗi cây, là còn cặp 500.000. Phôi sam núi trái ha, cây này thì mới bứng lên, cây này về anh em mình á, một anh em mình để nguyên như vậy luôn, anh em mình bỏ ra chỗ mát, anh em mình tưới nước thì nó lên tược, anh em mình vô chậu sau cũng được, còn không thì về anh em mình cứ cắt cái bầu này ra vô chậu luôn cũng được, cắt tỉa như ý thích của anh em rồi anh em mình vô bọc, khỏi cày đất này ra, anh em mình khỏi cày đất ha. Nó giống cái cây này nó đất như vậy, khi mà mình trồng xong nó ra rễ cám rồi bắt đầu mình mới lấy cái đồ mình xơm cục đất này ra thì nó sẽ sống 100% hết ha. Về dựng cái hạn chế anh em vũ bầu giống như mai chư thủy nha, cái cây này là còn đất nó mới sống nha anh em. Anh em về vũ đất ra hết giống như mai chư thủy thì nó sẽ không có sống được nha. Rồi mã này mã số 1 nha anh em. Rồi tiếp tục là mã số 2. Sâm núi trái, cái lô này thì đựng cái nó xù ha. Chưa hết là lên cốm xù hết rồi. Cái này về anh em mình trồng về ha. Để nguyên vậy cho được, nó đã lắc đẹp sẵn rồi. Mã số 2. Mã số 3. Mã số 3. Cái này về trồng nghiêng nghiêng ra đây. Lấy được cái cúc 1 ha. Cắt lên đây lấy cái cúc 1. Cây lục xù ha. Rồi tiếp tục mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4. Cái này đẹp nè. Cái này về anh em mình trồng nghiêng xuống vậy ha, lấy cây bay cả, đây nó đã có cốt bay này, mình cắt đây lấy cái ngọn ha. Cây này nó đẹp sẵn luôn. Cây rất là già nha anh em, cây này trồng đất vườn, đất anh em nhìn cái màu đất ha. Đây trồng đất vườn tại ở đây luôn, kế nhà đây ha. Cây được cái nó già. Mã số 5. Mã số 5. Cái này về cho cây bay luôn. Cây này được mấy cái cần bay nó đẹp. Cần bay đẹp sẵn ha. Thân nó lắc cái cành bay. Đế cũng đẹp. Nói chung là giá có ha, 300.000 một cây và một cặp 500.000 thì cái giá này 6. Anh em mình chơi vô tư. Cây này về cho cái tuyệt pin thiên nhiên ha. Cái giá này nó quá rẻ rồi anh em, trồng năm mấy gần 2 năm tuổi mà mình bán có giá này là nó rất là ok. Chơi thoải mái. Mã số 7. Cái này về anh em mình chơi cây mini lùng được. Cái này anh em cắt ngay đây ha. Lùng.
Mã số 8. Cây này về hai hướng chơi, một là qua đây chơi cây trực ha. Cây trực thì nó đã ra cái nét cây rồi nè. Lấy cái này làm cành 3, cành 1, cắt đây nói nhịp ngọn ha. Còn không thì mình lật qua đây mình chơi cây bài. Cây bài lấy cái này lên làm cái ngọn là cũng đẹp nè ha. Cây này thấy chơi cây trực đẹp hơn. Cây này chơi gì? Cây trực có cúc 1, cúc 2, cúc 3 trơn luôn nè. Cây này nhanh chơi. Mã số 9. Cây này về chém tuyệt lắc, đây nó ra cây rồi. Nè, cúc 3 nè ha. Cành phong nè. Lấy đây làm cúc 1 chơi cây lùng. Cây đế cũng đều nè, thì anh em mình cứ nhắm cái cốt, còn những cái cành thừa này thì anh em mình cứ bấm bỏ thôi. Đây cúc 1, cúc 2, cúc 3 cắt ở đây nó nhịp ngọn lên. Mã số 10. Mã số 10 chơi cây trực ha. Còn không thì phái trực lắc thì cứ nghiêng xuống chém lấy cái này lên nó nhịp ngọn lên. Không thì để đứng chơi. Mã số 11. 11 chơi cành rơi, lấy cái này lên làm cái ngọn, đánh cành rơi xuống đây cũng được ha. Còn phái lùng thì cứ cắt sát thôi, tùy theo anh em mình phái cái hướng nào thôi. Nếu mà anh em cắt lùng, anh em mình cắt ngang đây một cái nè, cắt ngang đây một cái nè, cái này kéo xuống đây làm cành 3 nè ha. Mã số 12. 12, hôm nay được cái lô này quái không ha. Lô này dễ chơi, này để dày chơi cây trực ha. Còn không thì cứ ngã đầu nó xuống thì chơi cây bài. Cắt bỏ con này, lấy cái cần 3 xuống nè. Củ bự, cây này củ bự nè. Mã số 13. Mã 13 để nguyên gì chơi cũng được ha. Còn không thì chém lùng chơi cái trực. Củ bự, lô này để điều củ bự. Mã số 14. Đây. Vậy đem sẵn rồi. Ra hướng ra nét sẵn rồi ha. Đánh lại xuống đây, móc cái ngọn lên cái lùm này. Mã số 15. 15. Cái này chơi cái mẫu tử cũng được, cắt hạ cây lùng cây này xuống làm lấy móc ở đây làm cây tử ha. Cái này lấy cành 3. Bỏ thằng này, cắt bỏ này. Cái này bể cũng được. Mã số 16. 16. Qua đây cắt này. Dạ cây ghê. Cái da nó dễ. Mã số 17. Chơi cây trực ha. Mấy cái này khi mà nó già nó sẽ đội xù lên như vậy hết nha nè. Mã số 18. Cái này củ cũng bự nè. Cái này về chém lùng xuống ha. Lấy được cái cành này có duyên, chém lùng xuống. Mã số 19. Mã số 19 nha nè. Đây, ra cốt nè, cắt hạng này xuống lấy này là ra làm cúc 1, cắt này ra cành cúc 3, cắt đây nói nhịp ngọn. Mã số 20. 20 có cái cành phóng đẹp nè, cành 1 cúc 1 đẹp nè. Cúc 1 lắc đẹp ghê. Đồng giá nha anh em, một cây bao ship là 300, còn anh em mình lấy một cặp còn có 500 bao ship thôi. Mã số 21. 21. Dạ cây ghê. Cái đế cái này đẹp. Mã số 22. 22. Cây này về chém cái cốt này ha. Cắt bỏ đây. Lấy cái đường thân đẹp ghê. Mã số 23. 23. Cây trực pin ha. Chơi cái này chơi cây quái. Cái em xả cái này xuống đây, cái này móc nhánh ra thẳng lấy cái trực pin là đẹp. Cái này sao mày nuôi số 24. Nuôi nó dễ đẹp lắm. Nó 24. Cái này chém cái trục lừng đây, lùng đây cũng được. Sam nuôi nuôi được khoảng 1 năm á, bắt đầu cái nhánh của nó già, cái nó lên cốm, nó lên xù hết trơn. Thì cái bài em mới làm clip cho anh em mình đó. Mình nuôi khoảng được 5 đến 5 2 năm. Nếu mà ngon thì khoảng 2 năm, còn nếu mà chơi được là khoảng 1 năm là mình đã chơi được rồi. Nó già cái nó lên cốm, nhìn cái nhánh nó già nó đã. 26. 26 trên tực ha. Không thì chơi phái chơi mini lùng, anh em có những anh em phái chơi mini lùng mình chém sát vậy này. Lấy cây lùng mini 10 cm là đẹp. Chơi mini với siêu mini thì 27. Đâu có phôi bự. Cái nào phôi bự thì phôi bự, còn nào mà chơi mini thì mini. 1 2 3 cắt nó nhịp ngọn đẹp ha. Bỏ cái cùng, bỏ cái cục này ra là nó sẽ lòi ra nè. Cục 1 có nè, cục 0 có nè, cục 3 có nè. Cắt ngay đây nó nhịp ngọn lên.
28. 28. Cây này để về chơi. Bỏ thằng này với thằng sau là được. 1 2 3 thằng này là nó lòi cây ra đẹp. Thân lắc đẹp. 29. 29. Cái này cũng dáng đa thiên nhiên sẵn này. Nên nó có cái hướng cây, cái cây của mình nó quăng cốt sẵn hết trơn à. Đen cốt, đen cốt, đen cốt, đen cốt, đen cốt nó quăng đều ra vậy anh em mình chỉ giật nhẹ gan cái là đẹp. Và số 30. Cây này củ to ha. Củ bự. Cây này về chơi cành rơi cũng được, chém cây lùng xuống cây đực lắc cũng được. Cây này cái củ bự. Cây này chắc nãy giờ quay bự nhất quá. Rồi, mình tiếp tục tới cái hàng có cành ha. Cái đó là giá tiền bao nhiêu hả chị? Cái hàng vô chậu này thì 350 bao ship nha. 350 bao ship. 350 đồng giá có 10 cây. 350 bao gồm phí ship cho anh em mình ha. Cây này thì đã nhà vườn người ta đã vô chậu thì cũng cái bầy này nè anh em. Ví dụ như người ta bứng lên người ta vô chậu thì nó sẽ lên tược thùm lum như thế này, thì về cái này anh em mình sẽ có cành, anh em mình sẽ sửa liền được luôn. Cái này nhánh ở đây nó còn dư nhóc thì cái này về anh em mình sẽ gông nhánh ra. Ví dụ như cây này về anh em mình lấy cành chơi cành rơi, anh em mình lấy cái cành này đánh cái cành rơi xuống đây ha. Nên là có tùm như thế này, sống khỏe mạnh về anh em mình vô nước dây đầu tiên được liền là được. Ha, còn đây khi mà gửi hàng thì nhà vườn người ta sẽ không có gửi vào xi măng, ta sẽ bó bầu lại gửi cho anh em mình ha. Đó là mã 31. Mã 31. Nè, cắt mấy cái vết cắt của mình, cái này là tự nhiên không hề xài keo kích keo gì hết nha anh em. Cái loại này là như vậy ha, nó xù khi mà mình cắt ra những cái vết cắt nó sẽ nó lên xù hết như thế này ha. Sam thì không có ai quan tâm đến thẹo, nó đâu thẹo nó rất là nhanh cuốn. Mã số 32. 32. Nè, cái này về anh em mình cũng đánh cái cành này ra nè ha. Đó. Lấy cái này móc lên làm cái ngọn cũ nè. Đó. Nó mới lên tược như thế này thôi mà đã lên sụn bít cái thẹo anh em thấy không? Cái này là 32. Đồng giá là 350. Đồng giá là 350 một cây ha. Cây này đế đẹp đây nè. Cũng lên tược mạnh khỏe ha. Về anh em mình muốn cắt lại cũng được, không cần lấy cao vậy. Ví dụ như về cái anh em mình thấy hai cái cặp mục này đây, hai cái mục này anh em nhớ cái tán đầu đinh không? Biết tán đầu đinh á. Anh em sẽ cắt ngang đây luôn, lấy cái này dựng cái ngọn lên, anh em mình sẽ nuôi cái mini lùn. Ở đây thì nhà vườn ta cắt sổng cao như vậy để về anh em mình tự làm, tự hạ xuống, phái chỗ nào thì hạ chỗ đó. Mã số 33, 34. Mã số 34, cây này chơi cành rơi cũng đẹp nè. Nó có cái giọng cây sẵn, về mình móc cái cành này ra. Đây, móc cái cành này ra, anh em mình sửa cái cành này ha. Lấy cái này lên làm ngọn, nhóc nhánh hết trơn vậy, thì về anh em mình sửa cái là khỏe. Cái này cái thân đẹp. Thấy không? Sam ít khi nào mà anh em chê thẹo to, thẹo nhỏ lắm. Sam ít ai mà đã quan tâm thẹo lắm anh em. À, tự động nó cuốn, cuốn rất là nhanh. Nuôi trong vòng 1 năm là hầu như là thẹo là sẽ bít hết. Mã số 35. Mã 35, kỳ trực ha. Cành nhánh gì về vô dây. Quấn sửa liền. 350 bao ship. 36. À 36. Cái này về cho cây bay cũng được, nghiêng xuống chút cho cây bay ha. Hoặc là đánh cành rơi nè. Đó cành về này về anh em mình đừng có quấn một cộng. Về anh em mình giật cái lá chân này ra. Cái này em chia sẻ rất là nhiều rồi, giật cái lá chân ra, đừng có bỏ cái lá đầu này nha. Giật cái lá chân ra, anh em mình quấn 2 cộng dây 25 chứ đừng quấn 1 cộng dây 35. 1 cộng dây 35 anh em bẻ nó dễ bị gãy lắm, anh em quấn 2 cộng 25 là anh em mình sửa nó nhẹo nhẹo à. Đó, sửa móc nó ra ha. Quấn kỹ kỹ mấy cái nách này nè. Tới em chỉ quấn dây nhiều ha, quấn cái cộng dây của mình tới là mình sẽ kìm vô cái nách ngay chỗ này để khi mà không có cái nách chỗ này, anh em quấn cho nó tét cái nách của mình ra nha. Mã 36 nha anh em. Mã số 37. Mã 37. Cây này về anh em phái chém xuống cây lùng, lấy cái bộ đế nó thôi, còn phái chơi tàn lớn anh em để nguyên vậy, anh em thấy không? Thẹo nè, cái vết cắt nè. Cây này nó mới lên tược như vậy đây nè, mà cái anh em coi cái thẹo nè, lúc trước mình cắt ngang nè nó cuốn lại nó liền hết trơn anh em thấy không? Sao mày không có ai quan tâm đến thẹo đâu anh em, mình khỏi lo thẹo to, thẹo nhỏ gì hết á. Mã số 38. Mã 38 nè, anh em coi cái thẹo nè anh em thấy không? Cái thẹo này lúc trước cũng bằng tay cái nè. Mà chơi hết nó đã liền rồi nè anh em thấy không? Rất là nhanh. Mã số 39. Lên xù. Mấy cái này là lúc trước cái vết thẹo mà mình cắt ngang nè, mình cắt cái thẹo này là nó lên nè. Không. Mấy cái thẹo đã kìa. Nè. Mấy cái này là mấy cái vết cắt không nè, mấy cái đường tông thân nè. Cắt nó sẽ đội lên xù như vậy hết. Cái xù này nè, nó giống như nó xù, giống như mây vàng xù vậy đó, thì nó sẽ gớt cái lớp da này ra, nhưng mà anh em mình lấy cây cọ, anh em mình chà sát vô, mình gọt cho nó tròn lại như vậy, cái mình sạc cái là nó sẽ nằm ở đây luôn, nó không có đội lên ha. Để về bữa ở không em chia sẻ cho anh em mình cái này, em lấy cái đám của em vô em làm. Mã số 40 cuối cùng. Mã số cuối cùng luôn ha, cây lùng, cây này đế đẹp.
Cái này về anh em mình gọt cái thẹo này lại tí nha, nó đã bâu vô một bên này, anh em gọt này vô nó bâu nhanh lắm, cậu đừng có quan tâm tới cái thẹo này chứ nè, cái nhánh của mình sửa ra bắt đầu nó cũng lên cốm nè anh em thấy không. Mã 40 cũng là mã số cuối cùng luôn ha nè. Thì ở đây phôi hàng quấn cái bầu vàng này nè, chưa có cành á, thì giá là 300.000 một cây bao gồm phí ship, một cặp giá sẽ là 500.000 bao gồm phí ship, còn cái hàng có cành thì 350.000 một cây bao gồm phí ship cho anh chị em mình ha. Thì anh em mình xem mình thích cái cây nào, mã số mấy, anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em, số điện thoại em sẽ để trên cái tiêu đề video để cho anh em mình liên hệ nha. Rồi em chào cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn.